Bắt đầu một buổi học chăm chỉ và siêng năng thôi. Hôm nay quay bắt đầu ra vẻ vậy đó, chứ bình thường có học hành gì đâu. Cứ lâu lâu bạn cái quay qua hỏi là sao không học đi, lúc đó là mấy bạn biết mình đang làm gì không? Đang suy tư, đang suy nghĩ về cuộc đời, coi chiều nay sẽ đi ăn bún bò hay đi ăn hủ tiếu. Kể ra đi học cũng nhàn ha mọi người. Hồi trưa nắng nóng gần chết, cái bạn về coi hai bốn sáu đứa là hết 4 ly nước rồi, mấy đứa kia thì đem nước ở nhà theo. Nói chung là căn phòng học nó nóng lắm mọi người ơi, học nó được miễn phí nhưng mà đề nghị trường mới mới làm được không à, chứ nóng vậy đứa nào đứa nấy như cái con heo quay vịt quay rồi đó. Đợt này thì mấy cô chú bán nước ở ngoài cổng trường rất là lời luôn nha mọi người. Trung bình mỗi đứa mua một ly nước thì cô chú giàu to. Ly nước tùy theo giá nha, theo mình là mình thích uống nước của cái chú ở bên Đại học Sài Gòn á mọi người. Tính ra thì nước của chú cũng kiểu pha, có pha rồi đó cho nên uống nó hơi loãng loãng nhưng mà cái rất là ngon. Trà dâu 10 ngàn, trà tắc 10 ngàn, nước mía 10 ngàn, dưa tắc 15 ngàn và video này không có quảng cáo à. Mình chỉ recommend chỗ mua nước ngon cho mọi người uống thôi. Lúc này thì cái trạm mà mình chờ xe buýt nó không có ai nha mọi người, rất là vắng hoe. Và sau cái trạm đó đó là có mấy chú Grab shipper đổ đứng bá trời luôn, cho mấy chú đứng tránh nóng đó đó đó. 69 69 hướng đó là cái hướng mà tôi đi học vào ngày đó. 65 cũng là một trong những chuyến mà tôi đi đến công viên Lê Thị Riêng. Mình lên xe rồi nhá, bao nhiêu phút chờ đợi giữa cái trời nắng thì tôi đã lên xe. Đọc quy covid, nhớ là đeo khẩu trang trước khi lên xe buýt nó. Đường đi học hàng ngày của tôi đó mọi người, đường này là đường đi về. Nhớ cái trạm đó lúc trước một cái anh bấm số, mặc dù chưa có tới trạm nhưng mà anh bấm sớm á, xong rồi tôi cũng không có để ý, tôi đứng kế bên anh đó rồi ngó cổ hai đứa bị la nhưng mà cũng thấy vui vui, tại vì là nói chung nhục chung mới quê chung thì cái gì nó sẽ cũng vui hơn mà bị quê một mình đó mọi người. Cái vòng xoay này mỗi lần qua là vừa vui vừa căng thẳng nha. Tôi ngồi xe buýt thì tôi chill chill thư giãn lắm, nhưng mà mỗi lần tôi lái xe tôi phải căng mắt ra nhìn bốn phương tám hướng đó mọi người. Cúp này là trường cổng sau đại học Bách Khoa nè. Ôi thì đa hồi đó tôi tưởng Bách Khoa là chỉ ở Thủ Đức thôi mọi người, xong rồi cái từ hồi tôi đi học thì mới biết Bách Khoa còn có một cái chi nhánh khác ở Lý Thường Kiệt. Cái cổng sau của nó là chính là đường Tô Hiến Thành mà tôi đang đi đây, nhà thi đấu Phú Thọ. Lúc trước là tôi đi ngay một cái nhà gì mà nó to đùng, tôi tưởng là cái gì đó, à giờ thì ra cái nhà thi đấu. Không biết bao giờ mình được vô trong mình gặp mấy anh trai siêu cute siêu dễ thương tắm muối trời. Nó rộng lắm nha mọi người, xe đi rất là lâu luôn nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hết cái sân thi đấu Phú Thọ đó, cảnh đẹp nha. Chiều mà mấy bạn nào mà thất tình đổ ra đây rồi suy nghĩ về cuộc đời rồi như là đóng phim ôi trời, giờ cái nắng thì mọi người ơi quá là tuyệt. Ở đây mọi người biết thiếu gì không? Thiếu mấy cô bán cá viên chiên. Đúng rồi, đám banh mà tại sao không có cá viên chiên. Rồi mấy đứa mà đi theo cổ vũ như tôi rồi biết ăn cái gì, biết uống cái gì đây. Rốt cuộc thì cũng hết cái sân của nhà thi đấu Phú Thọ. Lại là một cái vòng xoay nữa. Vòng xoay này theo như cái trí nhớ của tôi đó là đường Âu Cơ đúng nhở? Âu Cơ đúng ta? Không nhớ nữa. Hình như là vậy. Âu Cơ với Kim hay sao ấy. Đấy, cảnh đẹp quá hay mọi người. Cái điều mà tôi thích đi xe buýt nhất chính là cái máy lạnh này đây. Phê 3 ngày mà được ngồi máy lạnh mát giữa cái nắng oi ả như thế, quá là tuyệt vời. Bạn tự lên chỗ mình mở máy lạnh đây rồi bạn đeo tai nghe vô như là đóng phim Hàn Quốc á, có một anh trai ngồi kế bên nữa. Ui 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 ui, dòng xoay này là để mình nhớ thôi, hình như dòng xe Lạc Long Quân Hòa Bình đây. Mình đi rất là nhiều lần nha mọi người, mình nghĩ là mình đã thuộc tên mấy cái con đường này nhưng mà thật ra mình thuộc tên mình chưa có thuộc thứ tự của mấy cái tên đó. Đầm Sen, bến xe buýt Đầm Sen. Ở đây có cái bến 38 của mấy bạn mà từ ký túc xá qua trường mình nè mọi người. Trường ký túc xá trường mình là ở 351 Lạc Long Quân, quận 11. Cho nên các bạn ở ký túc xá ưa đi cái chuyến từ Đầm Sen về Bến Thành đó mọi người. Số 38. Chuyện là hồi đó không biết trường cấp 1 của mấy bạn sao, chứ trường cấp 1 mình lâu lâu á thì mỗi lần mà thi học kỳ 1 đồ xong á cái bắt đầu thu về đi Đầm Sen, đi mấy cái bảo tàng chứng tích chiến tranh đồ suối tiên hay giờ gì gì đó. Thì lúc đó đương nhiên là mấy đứa trẻ lớp 1 thì tụi mình nó là không có biết đi xe, cho nên mỗi lần mà xuống thành phố mà đi đâu xa trường của mình một chút á thì thấy là vui lắm rất là tuyệt vời luôn. Rồi ai mà có ngờ đâu mà lên đại học á mỗi ngày đi học là một ngày đi phượt nha mọi người. Thì coi mình từ Bình Tân nè, xong rồi mình qua Tân Phú rồi mình tới quận 11, xong rồi cái mình qua quận 10 rồi mình ghé quận 5, xong rồi lúc mà mình về mình sẽ đi qua quận 3, quận 1 rồi mình lại đi về cái con đường cũ là quận Tân Bình, quận Tân Phú rồi quận Bình Tân. Trời ơi đúng là kiểu đi phượt luôn á mọi người.
Thiệt ra là mình có xe máy, nhưng mà do là mình biết chạy rồi nhưng mà mình không có biết dắt xe. Mỗi lần mà vô tới cái bãi giữ xe, mình hằng học mình hâm mộ mấy bạn mà biết dắt xe lắm nha mọi người. Không biết sao người ta nhấc cái đó xe ngọn ơ, hoặc là chống chân nó quay cái xe một vòng như cái con ba luôn á. Sao người ta khỏe dữ vậy, hay là mấy bạn có bí quyết gì không chỉ cho mình với? Lúc này thì mặt trời nó bắt đầu lên rồi nè, giờ này người ta ưa gọi là giờ vàng á, mình săn dữ lắm á mọi người. Ban đầu thì mặt trời nó ở bên tay trái của mình, sau đó thì không biết sao cái nó lên đằng trước luôn, mà chủ yếu là nó bị vướng cái bảng ở đằng trước á, cho nên cái bảng dán cũng vít hồi nãy á, cho nên mình khó quay á. Nhưng mà trời lúc đó là kiểu mình cũng chụp được vài tấm để về nhà edit sống ảo up lên Instagram đồ đó. Lúc này thì mình chuẩn bị xuống xe nè mọi người. Hồi đó thì mình không có biết làm vlog như thế nào, tới hồi mình làm vlog thì mình mới biết sự cực khổ của những bạn làm vlog, chủ yếu là phải quay phim lên nội dung ý tưởng rồi phải edit. Lúc này thì mình cầm cái điện thoại mà mình bị ngại mọi người. Chắc là mấy chú xe bây giờ mình nói sao con nhỏ này từ hồi nó mới lên cho tới nó xuống xe nó cầm cái điện thoại nó không sợ bị ăn cướp giật hay rồi. Thì cũng sợ nhưng mà vì sự nghiệp quay vlog cho nên mình sẽ cẩn thận hơn một chút thôi, giữ chắc điện thoại trong tay, lâu lâu thì mới quay cảnh ra ngoài đường nè. Hết clip rồi nhưng mà mình còn nhiều điều muốn nói, để vài bữa sau mình sẽ quay thêm cái nội dung để mình lồng ghép vô cho kể chuyện tâm sự của mấy bạn nghe.